Theo kế hoạch, tỉnh Tây Ninh đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 22 trên 56 hộ so với năm 2021. 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp. 100% số trường lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%, bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đào tạo quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Dự kiến tổng mức vốn thực hiện giai đoạn năm 2022 đến năm 2025 là trên 30 tỷ đồng.